Chào các bạn Vừa rồi ở miền, miền Bắc mình Có đợt rất hại rất đậm Vừa rồi mình ra thăm uh, cái Lô đuôi à, uh, Lô lô phôi Mình dâm Thì tự dưng cây này héo quát lại các bạn ạ Nhổ lên có dễ nhưng mà dễ yếu quá Cây này bây giờ Cách cứu cái này là mình tuốt sạch lá nhé Mình lại dâm lại và mình lấy ni nông Mình chùm lại Đấy. Mình cứu cái cây này xem nào nhé Bây giờ mình dâm lại chùm lại các bạn xem sau nào như thế nào Lá dễ đều mọc hết rồi như nó Đây vừa rồi này, cho nó hở hết gốc ra rồi, mình tưới nó bung hết đất ra ấy Nó hở hết gốc ra, cho nó lạnh quá, nó không chịu được Rất đậm, thiệt hại quá cho nó bị như này Mình à, đang nạp điện thoại, mình cầm cây, cây à, mình kỳ cầm tay bo, mình quay nhé, vừa quay vừa nạp cho nên uh, video nó sẽ chất lượng kém nhưng mà Để cái anh em chú ý chăm sóc những phôi khi chúng ta mới dâm thời gian rét